Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và nói về vấn đề bí quyết giúp cái bộ lá mai của các bạn xanh bóng nha các bạn. À, thấy xanh và nó để lên lớp giống như lớp dầu bóng rồi đó. Thì nói sơ, trước tiên mình nói sơ vào những cái ngày nắng nóng như thế này nè, đặc biệt mùa hè mà mưa và nắng nóng như thế này các bạn, thì cây của mình nó mất đạm dữ lắm các bạn. Đặc biệt là cái bộ lá nó sẽ mau già và nó mau sậm lại, nó không còn đậu bóng nữa các bạn. Vì các bạn biết á, nắng nó sẽ làm cho cây mình nó mất lượng đạm rất là nhanh, thẳng những đạm không mà những cái loại nguyên tố khác nó cũng sẽ tiêu thụ rất là nhanh các bạn. Bởi vì mình cần bổ sung phân bón đầy đủ cho cây mai trong mùa nắng nóng. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bí quyết để giúp cho cái lá mai nó được xanh ha, xanh dày bóng như thế này nè. Thì cái đó là bí quyết là gì? Các bạn mua cho mình cái loại này nè các bạn, Power Flip. Thì cái này thằng này của thằng Úc sản xuất nha các bạn ha, nhập khẩu luôn á. Thì cái hũ này hũ 100C thì nó giá nó khoảng 27.000 các bạn, chỗ bán 25.000. Thì các bạn xài nhiều thì các bạn mua hũ lớn cho nó lợi. Thì đặc biệt cái thằng này các bạn phun á hoặc là tưới gốc á, nó không có để lại mùi hôi nha các bạn, nó không để lại mùi hôi giống như cái loại phân cá khác. Thì cái này nó chiết xuất từ cá nha các bạn, rất là tốt cho cây của mình. Thì các bạn có thể thay thế phân này làm phân hữu cơ đó, là mình có video trước mình nói là phân hữu cơ thì các bạn nó sẽ, nhất là phân gà nén nó sẽ để lại nấm bệnh nhiều. Đặc biệt cái thằng này thì nó sẽ công nghệ mới, thì nó sẽ tách lọc và loại bỏ được các loại nấm bệnh có hại với giá này các bạn. Bạn yên tâm sử dụng cái loại này nha các bạn. Thì các bạn xài nhiều thì các bạn mua cái hũ này, có chai lớn hết các bạn, chai 250 ml cũng có, rồi chai nửa lít cũng có, hoặc chai 1 lít cũng có. Thì cái chai 250 ml nó giá nó khoảng 6 mấy ngàn, còn cái chai nửa lít thì nó giá khoảng 101, 102 các bạn, còn cái chai 1 lít thì nó giá khoảng 200 ngàn. Thì cái loại này nó ưu điểm nó tốt hơn cái loại mà phân cá mà Alaska của Mỹ đó các bạn, lại phân cá mà fit emulsion á, chai trắng trắng á. Thì hai loại kia này nó có còn mùi hôi, nhưng thằng này là các bạn bảo đảm không có mùi hôi. Thằng này nó chiết xuất loại bỏ sạch mùi hôi luôn các bạn, không còn mùi hôi của cá nữa. Thì các bạn trồng mai ở khu vực nhà mà gần nhà người ta rồi đó, với lại gần khu vực mà gần nhà mình á, mình không muốn có cái mùi hôi để mà phiền tới mình hoặc là phiền tới hàng xóm á, phiền tới mọi người, thì các bạn sử dụng loại này ha, đặc biệt không mùi mà xịt lên rất là tốt. Xịt lên nó sẽ làm cho lá mình nó bóng nha các bạn. Bạn thấy lá nó bóng bóng như là một lớp mỡ rồi đó. Thì cái thằng này á, nó sẽ làm bóng lá, bóng hơn cái thằng phân bò mà ủ nữa các bạn. Mình nói các bạn sử dụng phân bò ủ á, thì nó bóng không có bóng được như cái loại này đó các bạn. Thì phân bò ủ á, thì mình nói tại sao phân bò ủ nó lại bón vô cái cây nó tốt lúc đầu. Thì phân bò nó có chứa vitamin B12 trong các bạn. Những cái phân, những cái bạn mà cây mà các bạn mà bón phân mà nhiều mà cây khác không hết á, thì bón phân bò vô nó sẽ phân giải được cái lượng phân tồn dư đó đó, tại nó có vitamin B12 trong á, nó sẽ giúp cây mình nó sẽ lá nó xanh và nó cũng xanh nó bóng. Nhưng mà khi mình xài hoài nó cũng hết độ xanh các bạn. Mà phân bò các bạn phải ủ nha các bạn, nếu không ủ thì ủ trên 6 tháng, nếu không ủ thì bón cũng rất là nguy hiểm. Mà các bạn mua cái loại này đi, các bạn trồng mua loại này đi, các bạn ít thì mua loại này, các bạn xài ít cây thì mua loại này xài, nó bảo đảm an toàn hơn. Thì cái thằng này liều lượng của nó các bạn pha là 1 cc cho 1 lít nước nha các bạn. À, các bạn có thể phun phun trong mùa nắng, những ngày nắng nha các bạn. Đặc biệt thằng này phun trong mùa mưa cũng được luôn. Mình nói sơ cái thành phần của thằng này gồm nó có đạm á. Thằng này hữu cơ nhưng mà đạm nó rất là cao nha các bạn. Đạm hữu cơ của nó là đạm tổng số của nó tới 14% nè, bạn thấy không? Đạm nó rất là cao. Thì đạm cao nó giúp cho cái bộ lá của mình nó xanh ha. Tại vì mình nói trong cái những ngày nắng hè, nắng nắng nhiều nè, cái gì mình nó sẽ mất đạm rất là nhanh. Mà đặc biệt các bạn nếu bổ sung đạm của từ phân vô cơ á, từ phân hóa học nhiều quá thì nó sẽ cũng không không tốt cho cây của mình, nó không có độ bền. Nên các bạn sử dụng đạm của thằng hữu cơ là rất là tốt. Thằng này đặc biệt nó có
14% là đạm và 9% nó là kali, và nó có không có 1.2% là lân các bạn, lân nó thấp và rất là thấp. Thì các bạn trồng mai các bạn bổ sử dụng thằng này kết hợp với thằng super lân á, xin lỗi, kết hợp với thằng DB nó rất là tốt. Rồi, tại vì DB nó có lân cao, rồi các bạn bổ sung thêm hai thằng này nữa là rất là tốt cho cây của mình. Thì cái liều lượng là 1cc và 1 lít nước các bạn phun trên lá nha các bạn. Phun vào chiều mát. Các bạn có thể phun 10 ngày một lần các bạn, 10 ngày một lần cho những ngày nắng nóng. Vì những ngày nắng nóng các bạn phun mà phân hóa học thì nó không có tốt bằng phun phân hữu cơ nha các bạn. Dạng nước này nè. Rất là hay. Thì thằng này nó đặc biệt là nó sẽ giúp cho cái chồi của mình đó, cái nhánh của mình nó được mập nữa. Mập là nó nhờ thằng là đạm đó các bạn. Cái thằng đạm hữu cơ nó sẽ làm mập nhánh của mình. Và đặc biệt cái thằng kali á, đạ kali hữu cơ này nè, nó sẽ giúp cho cái cây mình nó vận chuyển nước lên ha, vận chuyển nước lên kali thì nó giúp vận chuyển nước lên trên các bộ phận của cây á ha. Thì bạn biết á, giống như người mình á mà phải cung cấp nước để mà cây nó cũng vậy, phải vận chuyển cung cấp nước lên để mới giải nhiệt cho lá. Vì mùa những ngày nắng nóng á thì cây nó cần hút nước lên được nhiều, thì thằng kali này nó sẽ giúp điều đó, nó sẽ giúp cây hút nước nhiều lên để giải nhiệt cho lá nha các bạn, giải nhiệt cho lá, và nó sẽ làm cho bộ lá của mình nó xanh, giữ độ xanh hoài. Còn không thôi á thì những cái ngày nắng quá nóng như thế này nè thì các bạn sẽ thấy cái cây của mình nó sẽ xuống sắc dữ lắm, nó xuống sắc thì mình nó mất cái lượng đạm đó các bạn, và không có kali để dẫn nước nhiều đủ để mà giải nhiệt cho cái bộ lá của mình đó. Thì thằng này nữa, mình tưới cho lúc mưa cũng được mà lúc nắng cũng được các bạn, nó dễ chịu rồi chỗ đó. Tại vì lúc mưa nó có kali ha, thì mình đã nói cái video trước là khi trời mưa dầm về á thì các bạn hạn chế bón hữu cơ, bón nhất là phân gà nén, tại vì nó có hàm lượng đạm các bạn, đạm hữu cơ thì nó không tốt cho mưa nhưng mà nó tốt cho nắng. Lúc mà trời nắng, đặc biệt là nhờ mưa nhiều á, bạn bón hữu cơ thì nấm bệnh nó sẽ sinh nhiều ha. Đặc biệt cái thằng này á thì nó có kali thì mình sẽ bón cho được cho lúc mà trời mưa ha. Nó hay vậy đó, nắng mưa bón cũng được, cái thằng này dễ chịu. À, mập cành nè, to hoa dài cánh nè. Cái thằng này nó nuôi nụ rất là hay nha các bạn, tại vì nó có đạm và kali đó. Các bạn thấy liên tưởng với cái phân mà mình thấy phân vô cơ mà nó có cái loại phân mà 20 xin lỗi phân 15 năm 20 đó. Phân mà phân tím là 15 năm 20 đó, thì thường người ta lấy phân đó nó có đạm và kali cao á để nó giúp nó nuôi nụ đó các bạn. Thì thằng này cũng vậy, giúp cho hoa nó to và dày cánh nè, thấy không? Thì các bạn sử dụng thằng này suốt cũng được các bạn, không cần sử dụng phân hữu cơ khác cũng được. Vì thằng này nó có rất đầy đủ trong đây các bạn. Nó để thành phần vậy thôi chứ mình trong đây nó có đầy đủ nha các bạn. Nó có vitamin rồi nó có axit amin nữa nha các bạn. Nó có chung và vi lượng luôn đó. Tại vì trong phân hữu cơ nó chiết xuất từ thực vật á, nó sinh chiết xuất từ động vật thì đầy đủ đó các bạn. Và nó an toàn cho cây của mình nữa. Đó là cái bí quyết. Bí quyết giúp mà cây của mình nó cái lá nó có độ bóng. Rồi mình nói thêm là cái thằng này thí dụ các bạn mà làm biến á, không phun trên lá thì các bạn tưới gốc cũng được nha các bạn. Tưới thì cũng vẫn pha với cái liều lượng 1cc và 1 lít nước. Tưới cũng giống như là mình tưới phân bình thường vậy đó. Ví dụ như cái cây mà đậu năm thì mình tưới khoảng 1,5 lít nước, 2 lít nước vậy đó. Rồi thôi, video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.